Trở thành một người mới trong thế giới tiền điện tử thật khó. Cho dù bạn muốn đầu tư hay muốn chơi một số trò chơi, chọn đúng trò chơi không phải lúc nào cũng dễ dàng. Gần đây PCUE và Metaverse trò chơi đã và đang thống trị thị trường tiền điện tử. Và tôi cá rằng bạn đã trải qua rất nhiều điều tốt. Trong các trò chơi bạn có thể tự hỏi, vậy liệu ba trò chơi có thể là A1 hay không? Có thể đồ họa A1 giống như Red Dead? Và vâng, tôi hiểu rồi. Chỉ cần ngồi lại và thưởng thức video, bởi vì đó là những gì tôi sẽ nói về. Trong tập hôm nay tôi sẽ chia sẻ với bạn top 5 của tôi. Chơi 200 Chi Vân, một trò chơi dự ra mắt vào năm 2022. Và tôi nghĩ những dự án này có tiềm năng cao để tạo ra một cú hit trong ngành. Cho lựa chọn đầu tiên của tôi, Thiên Hà Ma. Đó là một người thứ ba có nhịp độ nhanh, đảm bảo trải nghiệm vẻ ngoài đó tại chỗ, giống như ba game nhập vai hành động truyền thống. Thể loại này đã quen thuộc với hàng triệu game thủ, nhưng với tính năng đặc biệt hơn, cho phép người chơi thực sự có quyền sở hữu qua nội dung trong trò chơi. Có đánh giá không gian ở trung tâm của nó, phân tâm Galaxy giúp bạn kiểm soát map, khám phá vũ trụ, hoàn thành nhiệm vụ và tham gia các trận chiến. Không chỉ vậy, người chơi cũng có thể có cơ hội tạo hình đại diện, nâng cấp mic của họ, khám phá Open Ocean và quản lý thiên hà với Tokyo. Khi nghiên cứu Thiên Hà Ma, đoạn giới thiệu trò chơi khiến tôi bị sốc. Đó là sự kết hợp biển mạch của bầu không khí điện ảnh, Ecclesia phá họa tiết và thực hiện trước hoạt ảnh Nanaxis. Quá tốt để trở thành sự thật trong một trò chơi để kiếm tiền. Tại sao có thiết kế nhân vật tương tự như Gundam và Transformers? Trò chơi vẫn có thể nổi bật bởi cấu trúc tích cực của map. Không cần phải nói Phantom Galaxy có thể là một trong những đại diện đủ điều kiện nhất của tự do trải nghiệm trò chơi hành động. Điều tôi thổi phồng nhất là các trò chơi, nhà phát triển và đóng gói. Đó là các thương hiệu Blurfish Studios và Enamon. Nếu bạn không biết, Blurfish Studios là một giải thưởng trong nhà phát triển và nhà xuất bản chất lượng cao, trò chơi đa nền tảng, chẳng hạn như Sticker Jack và nhiều trận chiến khác. Như chỉ vài tháng trước, chúng được mua lại 100% bởi Enamon Corporation, một trong những lớn nhất công ty phần mềm giải trí kỹ thuật số, để tích hợp Blurfish trong chơi game. Có nhiều năm kinh nghiệm, cá thổi tạo ra Thiên Hà Ma, như trò chơi Blurfish trên đầu tiên của họ. Như tất cả các bạn có thể thấy, nhóm có chuyên môn sâu trong việc xây dựng các trò chơi hay. Và với một người ủng hộ mạnh mẽ như Enamon Corporation, tôi phải nói rằng nó chắc chắn sẽ rất lớn. Bây giờ đây là một trò chơi đáng kinh ngạc mà tôi không thể chờ đợi để chia sẻ với tất cả các bạn. Chúng tôi là những game thủ đồng nghiệp. Tôi đoán bạn chỉ biết đến những biệt danh như Liên Minh Huyền Thoại, Fortnite Apex Legends hoặc Overwatch là một số trò chơi phổ biến nhất trong cộng đồng game. Ngạc nhiên là nó khiến chúng ta nhớ đến mọi trò chơi mà tôi đề cập. Tôi hợp lực để tạo ra một trò chơi tiền điện tử hoàn toàn mới, thời gian lớn, với các thành viên đến từ những công ty trò chơi nổi tiếng, bao gồm Epic Games, Blizzard, Y và Bạo Loạn. Thời gian lớn chắc chắn sẽ ở trong các khối hàng đầu trong các trò chơi mọi thời đại. Mặc dù có lối chơi cơ bản tương tự như nhiều trò chơi khác, trò chơi FPG mà các nhà phát triển đã tạo ra một nỗ lực trong việc phân biệt cơ chế của nó và tạo ra trải nghiệm độc đáo cho người chơi. Thay vì chỉ chiến đấu và đập các nút, nhân vật của bạn cũng có một cô máy thời gian. Cô máy thời gian cho phép bạn phiêu lưu xuyên thời gian và không gian và trận chiến xuyên suốt lịch sử, dẫn đến một cách chơi đa dạng hơn, một trải nghiệm hoàn toàn mới cho các game thủ. Điều này đặt thời gian lớn vào một vị trí tuyệt vời so với nhiều trò chơi khác. Không chỉ để kiếm tiền mà còn cho trải nghiệm chơi game nói chung. Chung chiến đấu và tài cũng là những tính năng chính của trò chơi. Điều đó có nghĩa là bạn có nhiều cơ hội kiếm tiền hơn. Yếu tố lớn nhất khiến Big Tam trở nên đặc biệt phải là đồ họa đánh bóng tuyệt đẹp. Từng chi tiết, mọi chuyển đổi và mọi hiệu ứng đều được thực hiện hoàn hảo. Ánh sáng và bóng tối cũng cung cấp cho người chơi một cái nhìn tốt về cảnh quan, lấy một bầu không khí tương lai, pha trộn với phong cách mô hình chiến binh, thêm một chút liên lạc vào các hiệu ứng, và ở đó bạn có thời gian lớn với một hướng thiết kế được gọi là nghệ thuật Pali thấp cách điệu. Có lẽ là trò chơi các cảnh tôi đã chiếu trong video, tôi tin rằng các bạn đã có thể tự mình nhìn thấy. Như tôi đã đề cập trước, khi trò chơi được thực hiện bởi bàn tay của những người tạo ra các trò chơi phổ biến nhất trong toàn bộ ngành công nghiệp. Ngoài điều đó, chúng tôi cũng có Aji, người sáng lập Tencent Trần Lan, trở thành CEO của công ty, cho chúng tôi cảm giác đáng tin cậy như thế nào doanh nghiệp sẽ là. Trò chơi cũng được đầu tư bởi một số vốn cao nhất, Liên Doanh và Elami được di xưng là một trong số đó. Tôi càng xem trò chơi của bạn, tôi càng muốn chạm tay vào nó. Lối chơi năng động, đồ họa tuyệt đẹp và đội ngũ ủng hộ mạnh mẽ đã khiến tôi bị cuốn hút.
Nếu bạn thích tôi, hãy thưởng thức meme của thành phố Marfin và quan tâm đến việc chống lại một điều nói chung. Sau đó tôi rất phù hợp với bạn với một Metaverse Buddy, lối chơi hung hãn và rất nhiều cuộc đấu súng. Và trò chơi tiếp theo của Emoker trong danh sách ủng hộ vì thành phố sẽ mang đến cho bạn trải nghiệm ly kỳ. Mặc dù các nhà phát triển vẫn chưa phát hành thông tin chi tiết về game, chúng tôi vẫn có thể có một bãi cỏ về trò chơi sẽ như thế nào. Chỉ từ đoạn giới thiệu của nó, Sin City đã lấy năm của GTA và tích hợp nó vào hành động chiến lược này. Trò chơi nhập vai theo lượt, bạn đã dần dần xây dựng đế chế của riêng mình và tiêu diệt những người khác để chiến thắng. Trò chơi tạo nên sự khác biệt với một tính năng độc đáo, vì Mafia của bạn sẽ tự hành động như một nghi ngờ. Điều này thêm một người chơi khác vào sự đa dạng của thể loại. Những gì có thể dễ dàng nhìn thấy từ một đoạn giới thiệu là một loạt các nhân vật bạn có thể kiểm soát với các nguồn gốc khác nhau, những câu chuyện và thậm chí có thể là khả năng bạn có gạch và ông bắp cày nhưng là một người yêu rồng. Đâu sẽ là người yêu thích của tôi? Với thông tin hạn chế như vậy về lối chơi, chúng ta nên chuyển sang đồ họa một cách hợp lý. Đáng ngạc nhiên vì nó là thiết kế đã được thực hiện tốt. Hoạt hình được thiết kế riêng với kết cấu đẹp mắt và mô hình chi tiết đáng kinh ngạc là những thứ có thể dễ dàng nhìn thấy, ngay cả khi trò chơi chưa đáp ứng phiên bản cuối cùng của nó. Xem xét toàn bộ ngành công nghiệp game, Sin City có thể không có thiết kế tốt nhất, nhưng trong phần trò chơi năm, cậu bé đây sẽ là một vở kịch khó khăn. Và đó không chỉ là ý kiến chủ quan của tôi, các nhà đầu tư trò chơi nói lên tất cả. Chúng tôi có Luke Ockman, đồng sáng lập của CoinMarket Cap. Chúng tôi có Elliot Wilman, đồng sáng lập Superfarm. Chúng tôi có Kesa, chúng tôi có Alex Baker. Chúng tôi có Kizan Unwick từ Alluvium. Chúng tôi cũng có người sáng lập Go Capitan và đồng sáng lập Towing, chỉ là nó có thể rất lớn. Nhà đầu tư lớn. Mặc dù số lượng trò chơi trong khối ngày càng tăng và phần chất lượng sản phẩm vẫn FPV thấp, với sự phát triển kém và cốt truyện chưa hoàn thành, mặt của hơi nước đã tính đến điều này và cố gắng tạo ra bộ ba tốt hơn. Một trò chơi có tên là Phe của các anh hùng với hơn 300.000 người theo dõi trên Twitter. Nó đã trở thành một hiện tượng trong cộng đồng tiền điện tử. Giữa một biển NFC Arden Game, Phe của các anh hùng có một bước ngoặt lớn bằng cách bước vào thể loại hoạt động MMO, lấy bối cảnh trong một thế giới viễn tưởng Elysia nơi các vùng chiến sự đầy hỗn loạn và va chạm bất tận là điều bình thường. Phe của các anh hùng theo sau một cộng đồng các chủng tộc khác nhau, văn minh và cạnh tranh với nhau. Trong Metaverse rộng lớn, bạn có thể tham gia vào các nhiệm vụ tương tác, thủ công cơ sở hạ tầng video, buôn bán và thậm chí tham gia vào đời sống chính trị. Cuối cùng bạn có thể tạo ra các sinh vật và NFTC của riêng mình. Không cần phải nói liệu bạn có phải là người hâm mộ chiến tranh giữa các vì sao hay không, trạng thái vẫn sẽ là một lựa chọn tốt để nghiên cứu. Anh ấy yêu một người đàn ông biết chơi. Trò chơi sợ hãi không im lặng. Bạn có thể chơi theo cách bạn muốn, tùy thuộc vào mục tiêu của bạn. Những kẻ săn máu có thể đi bạo lực và tranh giành quyền lực, khi các linh hồn Alao sẽ có thể dành thời gian của họ khám phá các góc của Metaverse. Người chơi có ban nhạc sáng tạo có thể là máy tính và nông dân xem giải đấu của bạn, chuyển đổi các góc thành kinh tế ốc đảo. Những người yêu thích có thể tham gia sản xuất và kinh doanh, và các nhà lãnh đạo có thể tham gia vào các hoạt động chính trị. Phe anh hùng là một chiến thắng của thiết kế trò chơi tốt đáng kinh ngạc, với xét chồng với việc sử dụng màu semitic, tàu vũ trụ có cấu trúc tốt, các nhân vật chi tiết tuyệt đẹp. Và tất nhiên, nó đáng để chỉ ra số lượng đa dạng điên rồ. Địa hình môi trường khác nhau, thời tiết và các yếu tố tự nhiên. Trong thể loại thường xanh của trò chơi thú cưng, họ là The Dragon City nhượng quyền thương mại thời gian nói chuyện, Nico Assum và Pooh. Đây là những trò chơi cực kỳ phổ biến trong số những cầu thủ trẻ này, cung cấp một bầu không khí yên tĩnh và lạnh. Tham gia thể loại Elovium đã tiến thêm một bước nữa, mở rộng sang ngành công nghiệp Pathan, nổi lên với Apigi và đồ họa có thể xây dựng và mở ra một chiều hướng khác cho trải nghiệm. Tin tôi đi, đây không phải là trò chơi bình thường. Những hình ảnh và phong cảnh đầy màu sắc sẽ khiến bạn đắm chìm sâu sắc. Mắc kẹt trên một hành tinh phía trước, bạn khám phá những con quái vật với sức mạnh gần như thần thánh. Bạn bắt đầu làm chủ năng lượng để điều khiển các sinh vật, cái gọi là Illubinci, với các lớp học và liên kết khác nhau. Khám phá những bí ẩn của hành tinh, bạn trở thành thợ săn, du lịch khắp vùng đất khám phá, bắt những sinh vật mới tham gia Battle Arena. Bạn cũng có thể giao dịch của tôi và tạo ra vũ khí và áo giáp của bạn, tham gia trận chiến với các đối tác thú cưng của bạn. Trong thế giới mở này, bạn có thể tự do đi lại, ngay cả khi nó chỉ để xem cảnh quan tuyệt đẹp của hành tinh. Mặc dù tôi đã chạm tay vào Ghost Citizener, kiểm soát và mô tân cắm bắt, vẫn khiến tôi bị sốc bởi đồ họa đẹp mắt của nó và thiết kế ngôi sao thành thật. Chất lượng của trò chơi này chuyển đổi và viết vượt quá mong đợi, ngay cả đối với một trò chơi không ảnh.
Các nhà thiết kế xử lý sự kết hợp màu sắc một cách tuyệt vời, hoặc thể hiện bầu không khí tương lai một cách hoàn hảo. Có lẽ là đội mũ bảo hiểm của người chơi. Sự biến dạng ảnh hưởng đến độ tương phản và hoạt ảnh. Tất cả đều được thực hiện đặc biệt tốt. Nó bây giờ là đơn giản để thiết kế. Âm thanh cống cho trò chơi theo chủ đề không gian. Nhưng các trò chơi họ sẽ cung cấp lưu ý nó mà không có vết xước. Bạn có thể nghe thấy sự thỏa mãn. Âm thanh khổng lồ từ súng và máy đẩy. Hiệu ứng xoay của lưỡi dao. Cũng như sự bắt chước của các loại gia vị động vật. Nhóm cũng cố gắng để biết thêm. Đắm chìm giao diện người dùng với môi trường. Trong trò chơi với những làn sóng năng lượng, nổ tung bất cứ khi nào người chơi tăng. Với đồ họa tiên tiến như vậy, người chơi có thể được đảm bảo một trải nghiệm tuyệt vời. Mềm lòng với người thiết kế trò chơi tuyệt đẹp này. Xương sống là các nhà đầu tư của Alluvium, cũng là web mạnh mẽ Sabasi Trần Bà Cất. Người sáng lập hộp cắt đó là Chachi, CEO của Bitcoin, Con và Gửi Sách. Người sáng lập bộ bài một in và nhiều nhà lãnh đạo ngành khác. Trò chơi cũng được hỗ trợ bởi nhiều công ty cuối cùng, Odi Capitan Emotamo và Lotusi Capitan. Không cần phải nói, Alluvium sẽ là một cơ hội trên toàn thế giới để trải nghiệm một vũ trụ đầy màu sắc và một nhà sản xuất tiền. Là trò chơi thứ 5 trong danh sách, trò chơi cũng kết thúc video của chúng tôi. Đó là nó cho ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả các bạn đã tham gia tập hôm nay. Nếu bạn đồng ý với 5 lựa chọn hàng đầu của chúng tôi, vui lòng xem xét ủng hộ video này. Vì chúng tôi đang đăng ký để biết thêm. Nếu bạn có trò chơi khác, bạn có thể chia sẻ chúng trong các bình luận. Tôi là Ellie và hẹn gặp lại các bạn trong video.